Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu một bài tập lý thuyết và rất ứng dụng nhiều trong cuộc sống, và đó chính là bài peptide protein. Thì trong phần bài này có kiến thức là peptide protein nó khá trùng nhau ở một số điểm, thành ra những điểm trùng nhau chúng ta sẽ đi nhanh. Và để hiểu được phần protein thì thầy khuyên các em hãy nắm chắc các thầy phần peptide, và protein nó chỉ hơn protein về mặt số lượng thôi, về bản chất nó như vậy thôi. Vậy thì phần thứ nhất A lớn, chúng ta cùng nhau nghiên cứu peptide. Một là mã khái niệm. Khái niệm peptide được hình thành bằng cách nào? Khi kem ngưng tụ hai hay nhiều alpha aminoxit, kem chú ý nhé, ngưng tụ hai hay nhiều, hai hay là nhiều các alpha amino acid. Vậy thì cái mấu chốt đây thì lưu ý các em là gì? Alpha acid thì mới tạo thành peptide. Nếu các em nào mà không phải là alpha mà là beta hay gamma thì sẽ không phải là peptide. Vì vậy trong một số đề họ mới ra được một cách là gì? Họ mới lấy các phân tử rất là nhiều peptide vào đấy, nhưng không phải là rất nhiều phân tử nhưng không phải là alpha acid. Khi đó hỏi rằng phân tử nào dưới đây là peptide hay không phải là peptide, thì các em chỉ việc xác định xem cái amino acid ban đầu của mình có phải alpha hay không. Vậy thì để đơn giản nhất, alpha là gì? Thầy viết là công thức tổng quát N2C, C là C alpha, đúng không? Thì phải gắn trực tiếp luôn với nhóm COOH. Thế ví dụ này, và đây là N1 chẳng, và đây là CH. Và đương nhiên trong thực tế thì có thể phức tạp hơn, N1 này có thể chứa một nhóm amin khác, một nhóm axit khác, không quan tâm, chỉ cần chắc chắn một nhóm N2 phải là vị trí alpha. Tương tự như vậy, chúng ta đặt ở bên cạnh này một nhóm phân tử N2 nữa, CH N2 COOH, và tiếp tiếp chấm 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 đến phân tử cuối cùng NH2CHCOOH và R thứ N. Vậy thì khi ngưng tụ các phân tử alpha acid để thành peptide bằng cách nào? Bằng cách tách đi một phân tử nước. Và tách đi phân tử nước nó rất giống cơ chế phản ứng trùng ngưng. Thầy sẽ lấy một thi đồ ở đây, một được chưa? Và chúng ta sẽ lấy đi một cái nhóm OH ở đây, acid, và nối với nhau thành một liên kết, và chúng ta quen rồi đấy. Đây chính là liên kết peptide. Liên kết peptide. Và nhớ các em nhé, liên kết peptide chỉ được tách ra từ các alpha acid. Nếu không phải alpha acid thì khi đó người ta gọi liên kết amid chấm nhành lẫn, đúng không? Tương tự như vậy, cái nhóm COH này sẽ ngắt ra, và ở đây một hydro cũng ngắt ra. Kết quả nối lại với nhau, chúng ta được một phân tử lớn được gọi là peptide. Thì trong phân tử peptide này lưu ý một chút, cái quy ước là gì? Cả quốc tế thống nhất là cái amino acid đầu tiên này thì phải còn đầu N2 tự do, không liên kết vào phía trước. Vậy ta gọi là đầu N, hay là đầu nitơ đấy. Đầu nitơ viết tắt là đầu N. Và đuôi là đuôi C, đuôi acid. Đuôi acid, hay người ta viết tắt là đuôi C. Các em chú ý nhá, cái nhóm trước. Và tất cả cái nhóm này, liên kết này là liên kết peptide. Xong chưa? Tất cả đều xen pha. Thì đây có thể nói là một công thức tổng quát của một peptide. Vậy thì để phân loại peptide này ra, người ta dựa vào gì? Phân loại. Thì kem lưu với thầy, rất nhiều đề thi chọn theo cấu trúc này rồi. Đó là dựa theo số lượng amino acid ban đầu, hay chính xác là alpha amino acid ban đầu đi, dựa theo số lượng alpha amino acid ban đầu. Được. Tức là gì? Nếu trong trường hợp này giá trị N bằng 2, tức là chỉ có gốc đến R1 đến R2 là dừng, đây là COH, thì số lượng N bằng 2 thì có 2 amino acid tạo nên phân tử này, là gọi là dipeptide, đúng không ạ? Nếu có 2 N bằng 2 thì nó gọi là dipeptide. Và N bằng 3 thì gọi là tripeptide. Tương tự như vậy, N bằng 4 thì viết mẫu số trường hợp tetrapeptide. Và 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 10 deca peptide. Nhưng cái N sẽ nằm trong khoảng giới hạn, các em chú ý. N sẽ thể nằm trong khoảng là lớn hơn 2 và nhỏ hơn 50. Đương nhiên phải nhỏ hơn 50, nhỏ lớn 2 rồi mới thành dipeptide.
Vậy thì chú ý thầy một điều là với peptide mạch hở, không xếp mạch vòng, peptide mạch hở, các em chú ý nhé. Với peptide mạch hở này thì tạo ra từ N phân tử alpha acid sẽ có là N-1 liên kết peptide. Sẽ có là N-1 liên kết peptide. Các em rất chú ý thầy trường này. Chưa? Tức là gì? Nếu trường hợp chúng ta có 3 peptide, 3 peptide thì khi đó chỉ có 2 liên kết peptide, đúng không ạ? Vì bao giờ cũng thế, thằng đầu thằng cuối không ghép với nhau. Số điểm nối sẽ là N-1 điểm nối, số liên kết sẽ là N-1. Xong. Các em rất lưu ý thầy trường hợp này. Còn nếu mạch vòng khép vào thì đúng đủ N liên kết peptide luôn. Chúng ta sang phần 2. Đồng phân và danh pháp. Đồng phân và danh pháp peptide. Đồng phân và danh pháp. Trước tiên chúng ta ghi ở phần đồng phân. Các em sẽ thấy một điều là gì? Cái phân tử peptide này như thầy nói, thế giới quy ước là tại sao phải N phía trước và C phía sau? Họ quy ước vì sao? Cả phân tử peptide này không hề đối xứng. Nó không đối xứng. Vì vậy thì khi ta đổi chỗ vị trí cho nhau thì khi đó sẽ sinh ra một peptide khác. Và như vậy thì trong cấu trúc peptide là rất quan trọng việc thứ tự một cách có quy luật, một cách có trật tự. Nếu anh đổi chỗ sẽ sinh ra chất khác và sinh ra hiện tượng đồng phân. Vậy thì thầy xét trường đơn giản nhất đó là dipeptide. Ví dụ sẽ được đơn giản nhất là dipeptide tạo ra từ peptide tạo ra từ alanine và glycine. Nếu chúng ta để glycine phía trước rồi ala phía sau, chúng ta sẽ được peptide thứ nhất như sau: NH2, CH2, COOH dừng đến CO thôi, tách lưu hoạt. Tiếp theo đến alanine, chúng ta nhớ ghép phân NH2, CH và COOH. Cái R của thằng này là CH3. Như vậy thì để viết đồng phân của được peptide, ta yêu cầu em rất cao về kỹ năng. Đó là gì? Công thức cấu tạo của peptide phải nhớ, công thức cấu tạo của amoxit ban đầu phải rất thành thạo. Nhiều bạn còn chưa thuộc công thức cấu tạo của amoxit thì chắc chắn các em sẽ bị vướng mắc khi học về peptide. Ngược lại, chúng ta sẽ đổi lại một chất này như sau. Đó là gì? Nếu thể đảo phân tử alanine phía đầu thì sẽ như sau: NH2, CH, CH3, CO, NH, CH2, COOH. Rõ ràng là hai phân tử này không hề giống nhau. Đầu đi tới đây cùng so sánh thì chỗ này CH2, chỗ này CH3. Tức là phân tử axit không đối xứng thì peptide tạo ra của nó sẽ khác nhau ngay lập tức. Vậy thì em thấy rằng cái động tác viết đồng phân này về mặt toán học nó chính là phép toán nào? Nếu chúng ta có hai phân tử thì số tập hợp đây sẽ là 2, chính là 2 giai thừa. Nếu có 3 phân tử thì số tập hợp sẽ là bao nhiêu? 6, chính là 3 giai thừa, 1 nhân 2 nhân 3. Vậy thì cách viết đồng phân peptide chính là động tác giao hoán trong toán học. Và chú ý ở đây chúng ta chỉ xét mạch hở. Vậy thì khi đó chúng ta tổng quát lên, chú ý nhận xét như sau. Peptide được tạo ra từ N phân tử alpha amoxit khác nhau. Alpha amoxit khác nhau sẽ có N giai thừa đồng phân. Ví dụ như ở đây thầy xét tập hợp đó là phân tử A với phân tử B thì chúng ta sẽ rõ ràng là có là A với B và dưới này sẽ là B với A. Thay đổi thứ tự là chúng ta được chất khác nhau. Được chưa? Đó là một. Hoặc là thầy phân tích thứ hai, đó là gì? Nếu các em sẽ có là 3 phần tử, thầy phân tích ví dụ 3 phần tử nhân viên nhanh, ví dụ 2, ta có phân tử peptide A tạo với B tạo với C thì chúng ta được tập hợp nào? Đó là chúng ta được tập hợp thứ nhất là A gạch ngang B gạch ngang C là 1.
thay đổi thứ tự của B với C, A, C, B là 2. Được chưa? Đảo B lên đầu, B đầu B, chúng ta có A, C và B, C, A. Tiếp theo, C, A, B và cuối cùng là C, B, A. Nhớ rằng ở đây chúng ta sẽ có tất cả là 3 giai thừa đồng phân, tức là bằng 6. Ở đây chúng ta không xét cái trường peptide tạo ra bởi vì chỉ có 2 phân tử A hoặc là 2 phân tử B hoặc là 3 phân tử A, 3 phân tử B. Tức là không xét đồng phân là A, 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 B, 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 C, C, C. Không xét. Chỉ xét peptide tạo bởi A, B, C bằng cách giao hóa. Vậy thì điều gì xảy ra nếu số phân tử peptide trong A, B, C sẽ có thằng trùng nhau? Thì khi đó các em chú ý. Nếu peptide tạo ra từ N phân tử alpha acid, phân tử alpha acid khác nhau à, nhưng lại có M phân tử giống nhau, phân tử giống nhau. Ví dụ như này, cho dễ hiểu, ví dụ như thầy muốn lập một cái chi peptide tạo ra từ bình thường là 3 amino acid nhưng lại không có 3 mà thầy chỉ tạo ra từ 2 amino acid khác nhau thôi, thì khi đó số đồng phân sẽ phải ít hơn vì nó sẽ bị trùng một số trường hợp. Chính bằng bình thường là N giai thừa, được chưa? Nhưng phép chọn sẽ bị trùng đi, sẽ bị trùng trường hợp này ta chia cho M giai thừa. Đã xong. Ví dụ như có 3 phần tử đúng không? Ta lấy 3 giai thừa chia cho 2 giai thừa nếu hai thằng trùng nhau. Vậy thì cái trường hợp này là trường hợp ít gặp hơn và nó mang tính chất khó khăn hơn. Chủ yếu khi đi thi đại học các em sẽ gặp cái trường hợp thứ nhất này bằng cách giao hoán các phần tử. Vậy thì khi giao hoán như vậy thì danh pháp gọi như nào? Danh pháp thì từ phân tử số từ số alpha acid thứ nhất đến thằng gần cuối cùng, tức là đến phân tử thứ N trừ 1 thì gọi tên gốc acid, gọi tên gốc acid. Cái phân tử gốc đó được gọi là gốc acid, thì thầy viết sau. Còn acid cuối cùng chúng ta để nguyên tên, giữ nguyên tên. Đấy. Ví dụ như phân tử bên này, được chưa? Ví dụ phân tử bên này, chúng ta có NH2C2CO, NHCHCOOH3 thì tạo bởi phân tử thứ nhất, đó là gốc gì? Đây là phân tử là glycine, đúng không? Glycine. Nhưng vì là tên gốc, chúng ta sẽ bỏ y ngắn lời cao đi thành phân tử là gly, y dài lời cao, gốc này gọi là gốc acid, glycine. Không phải bớt đi H, mà lại bớt đi một nhóm OH. Đấy. Phân tử cuối cùng thì được giữ nguyên tên là alanin. Và vì nhiều khi thật tự là có quy luật cố định rồi, rất là quy định nghiêm ngặt rồi, người ta thường có thể viết tắt mà ai cũng hiểu, đó là gly ala. Còn phân tử dưới thì đọc lại là gì? Gốc acid của alanin thì viết là ala y dài n cao, vậy viết ra như thế được, đọc thì không phân biệt được, đúng không ạ? Và glycine. Hoặc viết tắt lại là gì? Gly ala. Các em chú ý nhé, thứ N trừ một thằng đứng phía trước này, chúng ta gọi theo tên gốc. Còn phân tử cuối cùng giữ nguyên tên để báo hiệu là rằng phân tử này đã dừng tại đây. Vậy là chúng ta đã nghiên cứu xong 2 phần 1 và phần 2, trong đó phần 2 rất quan trọng, đồng phân và danh pháp. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần tính chất hóa học.